Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 6 ngày 31 tháng 8. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Gặp gỡ hai gia đình cách mạng tiêu biểu ở huyện Kim Động. Hiệu quả từ các hoạt động xúc tiến quảng bá nhãn. Hội chữ thập đỏ huyện Phù Cừ làm tốt công tác từ thiện nhân đạo. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2018. Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Dự lễ dâng hương, dâng hoa có các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố. Tại nhà lưu niệm Bác Hồ, đoàn đã vào dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, người đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trước anh linh của người, các thế hệ người con quê hương Hưng Yên nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, ra sức thi đua học tập, lao động và sản xuất, xây dựng tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện. Tiếp đó, đoàn đã dâng hoa Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, bày tỏ lòng thành kính biết ơn tới Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng và trong công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập của đất nước. Viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, đoàn đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước. Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng ngày 31 tháng 8, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đi thăm và trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho các đảng viên của huyện Ân Thi. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Phạm Xuân Thành, xã Hồng Vân, Nguyễn Thị Nhích, xã Hồng Quang, Nguyễn Thị Xoanh, thị trấn Ân Thi, Đoàn Đình Thuận, xã Quảng Lãng và đồng chí Hoàng Thế Khoa ở xã Xuân Trúc. Đây là các đồng chí lão thành cách mạng có nhiều đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tại các gia đình, đồng chí Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, ân cần thăm hỏi sức khỏe, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng là tấm gương đảng viên sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng vừa tới thăm và trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành cách mạng ở huyện Kim Động. Đồng chí Đoàn Văn Hòa đã tới thăm và trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ba đảng viên lão thành cách mạng là đảng viên Bùi Tiến Hồng, Đảng bộ xã Chính Nghĩa, Đào Xuân Ẩn, Đảng bộ thị trấn Lương Bằng và Nguyễn Văn Liễu, Đảng bộ xã Song Mai. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy bày tỏ sự trân trọng với những cống hiến của các đảng viên lão thành cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí chúc các đảng viên luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là gương sáng để con cháu thế hệ cán bộ đảng viên noi theo. Chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh đã tổ chức tuần phim miễn phí với bộ phim Nhà Tiên Tri do hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất. Bộ phim Nhà Tiên Tri tái hiện lại khoảng thời gian Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc với hai tuyến nội dung rõ ràng. Những ngày nằm gai nếm mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở chiến khu Việt Bắc từ năm 1947 đến năm 1950 và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1947-1954. Bộ phim Nhà Tiên Tri đã xây dựng nên hình ảnh một nhân cách lớn, một trí tuệ lớn nhưng đầy dung dị của Bác Hồ và cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc. Bộ phim không lạm dụng bom mìn, súng đạn, các trận đánh ác liệt hay đại cảnh để xây dựng hình ảnh cuộc chiến, mà chiến tranh hiện lên dưới những góc nhìn nhân văn, gợi mở. Chiến tranh và con người trong cuộc chiến ấy được tái hiện lại, anh dũng nhưng không bị thương,
dung dị mà vẫn đủ gợi lên sự thảm khốc của những năm tháng gian khổ. Đợt phim được phục vụ cán bộ và nhân dân thành phố Hưng Yên từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, nhiều người con của Hưng Yên đã xung phong lên đường đánh giặc giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Nhiều anh hùng đã ngã xuống, nhiều gia đình đã mất mát hy sinh. Sức người, sức của nhưng phát huy tinh thần yêu nước, thời bình, nhiều gia đình chính sách vẫn luôn là tấm gương sáng cho các phong trào thi đua yêu nước. Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mời quý vị và các bạn cùng thăm hai gia đình chính sách tiêu biểu ở huyện Kim Động. Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đậu ở thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão có 10 người con, thì hai người đã hy sinh anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại chiến trường tỉnh Quảng Trị. Mẹ Đậu trước đây là nữ du kích Hoàng Ngân, rất tích cực tham gia công tác xã hội. Gia đình mẹ là gia đình cách mạng, luôn đi đầu trong các phong trào của địa phương, được bà con thôn xóm kính trọng. Lúc nào tôi cũng chỉ là gương mẫu để dạy bảo con cái đâu vào đấy, lẻ lép trên bảo dưới nghe. Mẹ là người có như vậy là luôn đi đầu của các phong trào ở địa phương. Các con của mẹ thì là đều đã có như vậy là thành đạt, có người thì làm doanh nghiệp. Các anh, các chị đều luôn có như vậy là đi theo, chấp hành tốt đường lối pháp luật, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Nói gương cha là thương binh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ông Phạm Văn Cổn và ông Phạm Xuân Thành ở thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng đã lên đường nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Mỹ và trực tiếp chiến đấu tại một số chiến dịch quan trọng như chiến dịch Nguyễn Huệ, chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến dịch Campuchia. Qua các trận chiến ác liệt, quả cảm, hai ông đều bị thương. Phục viên trở về quê hương phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, hai anh em ông Cổn luôn gương mẫu trong mọi phong trào ở địa phương. Đầu tiên là phải nói là gương mẫu về các cái chấp hành về các cái chính sách xã hội của nhà nước đề ra rồi là của địa phương đề ra. Tôi động viên các cháu làm sao mà làm những cái nhiệm vụ của nhà nước giao cho rồi của địa phương giao cho nó tốt. Gia đình mẹ Việt Nam Trần Thị Đậu và gia đình thương binh ông Phạm Văn Cổn và ông Phạm Xuân Thành chỉ là hai trong rất nhiều gia đình chính sách ở tỉnh ta. Dù trong thời chiến hay thời bình, Đảng, Nhà nước, địa phương và nhân dân luôn trân trọng và biết ơn các gia đình đã có hy sinh xương máu, đóng góp sức người, sức của để giành lại độc lập cho dân tộc trong thời bình. Họ vẫn luôn là những gia đình gương mẫu đi đầu, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thông qua các hoạt động quảng bá tiêu thụ nhãn mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức như lễ hội nhãn lồng, hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và các sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh, phiên chợ nhãn tại khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang, tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội đã giúp người trồng nhãn tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường tiêu thụ cho vụ nhãn năm nay và cả các vụ về sau này. Đặc biệt, cũng thông qua các sự kiện này giúp thay đổi nhận thức của người trồng, đó là đẩy mạnh thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, thu hút nhiều người cùng trồng, tham gia, chăm sóc theo quy trình Việt Gáp để tạo ra sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn doanh nghiệp tiêu thụ đưa ra. Phản ánh tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, vùng trọng điểm trồng nhãn của tỉnh. Cũng như nhiều xã viên của các hợp tác xã trồng nhãn khác đang áp dụng quy trình chăm sóc sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, dù đang trong những ngày chính vụ thu hoạch, sản lượng nhãn được mùa, nhưng xã viên trong hợp tác xã nhãn lồng Nễ Châu, xã Hồng Nam không phải lo lắng nhiều về tiêu thụ mà chỉ phải đảm nhận khâu thu hái, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng. Việc tiêu thụ đã được đối tác là các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị nhiều nơi về thu mua. Có được kết quả này là nhờ chuỗi sự kiện quảng bá tiêu thụ nhãn mà ngành chức năng trong tỉnh đã tổ chức, giúp các hợp tác xã có nhiều đơn hàng tiêu thụ nhãn hơn. Qua cái kênh xúc tiến thương mại của tỉnh Hưng Yên vừa rồi, trong hai ngày ấy thì đối với rất là có lợi đối với bà con nhân dân, vì được rất là nhiều tỉnh thành và các thương lái cũng như là các công ty rồi các siêu thị biết đến và đến để mua. Không chỉ giúp mở rộng thị trường, đa dạng các kênh tiêu thụ nhãn cả trong và ngoài nước, mà cái được có ý nghĩa lâu dài đó là thông qua các sự kiện xúc tiến, tiêu thụ, giúp người sản xuất thay đổi cách trồng, chăm sóc nhãn,
từ trồng theo cá nhân hộ gia đình nay phải chuyển sang mô hình tập thể, hình thành các hợp tác xã trồng nhãn. Qua cái hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm của Ủy ban tỉnh Hưng Yên vừa qua tổ chức tại tỉnh thì đây là một vấn đề hết sức quan trọng và làm cho thay đổi cái nhận thức với bà con nông dân. Và qua hội nghị này thì được qua thông tin của các bộ ngành của Trung ương, của tỉnh, rồi đặc biệt qua thông tấn báo chí trong ngoài nước đã mang cái kênh chuyển đổi về cái thay đổi nhận thức làm vùng Việt Gáp đến bà con nông dân trong phạm vi của xã Hồng Nam cũng như cả thành phố Hưng Yên. Hồng Nam là xã trọng điểm trồng nhãn của tỉnh với diện tích khoảng 220 ha. Toàn xã hiện có 3 hợp tác xã và một tổ hợp tác sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp với sản lượng khoảng 1.000 tấn, chiếm 1/3 sản lượng nhãn toàn xã. Được mùa nhưng giá nhãn bán tại các hợp tác xã vẫn rất ổn định, bình quân từ 20 đến 35.000 đồng 1 kg. Tiếp tục thành lập các hợp tác xã để mọi người trồng nhãn đều tham gia, đồng nhất trong chăm sóc để tạo ra sản phẩm sạch là hướng đi chính của người trồng nhãn nơi đây. Với sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban tỉnh cùng các sở ngành, các huyện, thành phố, với phương châm chính quyền đồng hành cùng nông dân quảng bá và tiêu thụ nhãn, năm nay mặc dù nhãn được mùa nhưng tiêu thụ gặp rất nhiều thuận lợi. Đặc biệt là qua những hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn thì giúp người trồng nhãn Yên tiếp cận được nhiều cái kênh tiêu thụ nhãn hơn. Và đến thời điểm này thì nhãn tại các hợp tác xã, các tổ hợp tác sản xuất theo quy trình Việt Gáp gặp rất nhiều thuận lợi trong tiêu thụ. Và điểm được của năm nay là nhãn Yên đã đồng hành cùng các chuyến bay của Vietnam Airlines đến gần 100 nước trên thế giới. Đây là điều kiện, là tiền đề để nhãn Hưng Yên vươn bay xa hơn nữa trong những năm tiếp theo đến bạn hàng Nam Châu. Xã Nhật Quang, huyện Phù Cử là địa phương có nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp, nhưng nhờ sự tích cực vào cuộc quyết liệt của chính quyền từ thôn đến xã, nên đến nay xã đã cơ bản hoàn thành việc xử lý các vi phạm này. Đến nay, xã Nhật Quang đã xử lý được 30 trên 32 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, tất cả đều tháo dỡ công trình triệt để. Để có được kết quả này, phải kể đến sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính quyền. Các hộ gia đình vi phạm đều phải ký cam kết tự giác tháo dỡ, không được tái vi phạm. Lãnh đạo xã thường xuyên đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động, sẵn sàng hỗ trợ người dân tháo dỡ. Vận động trường hợp đảng viên vi phạm tháo dỡ trước để các hộ làm theo. Hiện trên địa bàn xã còn 2 hộ dân chưa thực hiện tháo dỡ là hộ ông Bùi Văn Bàn ở thôn Nhật Lệ và Lưu Đình Đảm thôn Quang Yên. Xã đã lập danh sách và tiến hành cưỡng chế trong thời gian tới, phấn đấu đến tháng 10 thực hiện xong việc giải tỏa các vi phạm. Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, cán bộ công nhân viên chức và người lao động được nghỉ 3 ngày nên dự kiến lượng khách đi lại tại các bến xe sẽ tăng cao so với ngày thường. Các bến xe cũng đã lên kế hoạch chu đáo để phục vụ hành khách. Quốc khánh năm nay trùng vào chủ nhật, dự báo lượng khách tại các bến xe sẽ tăng cao hơn và cao điểm vào chiều ngày 31 tháng 8 đến hết ngày mùng 4 tháng 9. Ban quản lý bến xe Bến Thủy Hưng Yên chủ động tăng tuyến trong dịp nghỉ lễ này. Để đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ tốt nhất hành khách, bến xe sẽ tổ chức phục vụ hành khách từ 4 giờ 30 đến 21 giờ mỗi ngày. Công tác chuẩn bị phục vụ hành khách trong dịp Quốc khánh như xếp chuyến, tăng cường các xe hợp đồng với xe buýt để đề phòng việc thiếu xe vào một số thời điểm. Theo đó, mỗi ngày có 270 chuyến xe tại các bến trên địa bàn tỉnh hoạt động, phục vụ thuận tiện đi lại cho hành khách trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mặc dù đã bị cấm, nhưng những chiếc xe đã hết niên hạn sử dụng được người dân tự chế vẫn thường xuyên hoạt động trên các tuyến đường qua địa bàn huyện Yên Mỹ. Có chi phí vận chuyển rẻ hơn các phương tiện khác nhiều lần, những chiếc xe máy tự chế cũ không đảm bảo an toàn nhưng vẫn bất chấp tham gia giao thông trên nhiều tuyến đường liên xã, đường huyện, đường tỉnh, thậm chí ngay trên quốc lộ 39A, đoạn đi qua huyện Yên Mỹ. Những chiếc xe máy đã hết niên hạn sử dụng được người dân sửa chữa để chuyên chở hàng hóa. Nhiều chiếc chỉ còn trơ khung, rỉ sét. Không những thế, các phương tiện trên còn chở hàng hóa cồng kềnh như vật liệu xây dựng, đồ nội thất. Để đảm bảo an toàn giao thông, thiết nghĩ các cơ quan liên quan cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên. Ông Chu Văn Nghĩa, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư thôn 5 xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, luôn được người dân đánh giá là nhiệt tình, tâm huyết với công việc và có nhiều đóng góp tích cực trong các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương. Giữ cương vị trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư 3 năm, nhưng bước chân của ông dường như đã in tại mỗi đường làng ngõ xóm để làm công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các phong trào cuộc vận động tại địa phương.
Nhờ uy tín của ông cũng như tổ hòa giải trong thôn, chỉ tính từ đầu năm đến nay, ông đã tham gia hòa giải được 4 vụ mâu thuẫn trong dân. Đặc biệt với phong trào xây dựng nông thôn mới, ông đã vận động người dân đóng góp 500 triệu đồng xây dựng cổng làng, hơn 120 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn để làm điểm sinh hoạt cộng đồng, hội họp của người dân. Cùng với đó, ông Nghĩa và lãnh đạo thôn đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp 2,5 tỷ đồng xây dựng được trên 3 km đường xa đồng, đường liên thôn, góp phần hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn. Với sự tích cực trong công việc, ông được Mặt trận Tổ quốc các cấp đánh giá và khen thưởng. Thưa quý vị và các bạn, bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động, đến nay các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã vận động được các tổ chức cá nhân ủng hộ quỹ nhân đạo đạt gần 3 tỷ đồng, tăng 600 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2017. Từ số tiền này, quỹ nhân đạo đã trích 2,5 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ 2.650 lượt trẻ em mồ côi, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, xây nhà, cấp vốn sản xuất, tặng quà khám bệnh cấp thuốc, tặng đồ dùng sinh hoạt. Để có kết quả này là do các cấp hội chữ thập đỏ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tới đông đảo các tổ chức cá nhân và nhân dân tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ. Công tác hỗ trợ từ nguồn quỹ nhân đạo cũng được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên trợ giúp những đối tượng đặc biệt khó khăn. Nhiệt huyết, sẵn sàng chia sẻ yêu thương và luôn tâm niệm hạnh phúc là cho đi, nhiều người có tấm lòng thiện nguyện đã thành lập câu lạc bộ Tâm Thiện Nhân để cùng nhau mang niềm vui tới cho những người nghèo. Câu lạc bộ Tâm Thiện Nhân hiện có 41 thành viên. Mặc dù câu lạc bộ mới thành lập trong một thời gian ngắn, nhưng bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động, đến nay câu lạc bộ quyên góp được trên 100 triệu đồng và 900 kg gạo để giúp đỡ trên 200 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp Tết Nguyên đán, Tết Thiếu Nhi. Hàng tháng, hội còn nhận trợ cấp cho 20 gia đình, mỗi gia đình được nhận 10 kg và 300.000 đồng. Để có kinh phí hoạt động, ngoài việc đi vận động người dân, thì các thành viên trong câu lạc bộ còn tình nguyện đóng góp 200.000 đồng một người một tháng, kết nối những người có tấm lòng thiện nguyện cùng chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm vừa qua, với vai trò là cầu nối giữa các nhà hảo tâm với những người có hoàn cảnh khó khăn, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Phù Cử đã thực hiện tốt các phong trào hoạt động từ thiện nhân đạo, khơi dậy lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Ông Trần Văn Vân, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử, bị nhiễm chất độc da cam trong thời gian chiến đấu tại chiến trường Tây Ninh. Hai người con trai của ông khi sinh ra bị di chứng chất độc da cam từ bố, sức khỏe yếu, ốm đau triền miên. Hiện ông Vân cũng không đủ sức để tự chăm sóc bản thân. Thấy cảnh éo le của gia đình ông, nhiều năm nay các cơ quan đoàn thể thường xuyên thăm hỏi động viên, tặng quà, bò giống, tặng tiền để gia đình ông sửa nhà. Tôi rất xúc động, cảm ơn bên chữ thập đỏ đã quan tâm đến gia đình nhà tôi, đã giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nên những năm qua, công tác xây dựng quỹ nhân đạo của huyện Phù Cử luôn đạt kết quả cao. Từ đầu năm 2018 đến nay, từ nguồn quỹ này, toàn huyện đã trợ giúp được gần 1.800 lượt đối tượng người nghèo, nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá trên 750 triệu đồng. Vận động công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Phương Hưng Yên hỗ trợ kinh phí xây mới sửa chữa nhà ở cho 14 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam, hộ gia đình nghèo với tổng số tiền là 200 triệu đồng. Ngoài ra, trong năm 2017, Hội Chữ Thập Đỏ huyện còn phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo cấp thuốc miễn phí cho 550 lượt đối tượng là nạn nhân da cam, người nghèo, người cao tuổi. Vận động được trên 600 lượt người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện và thu được 229 đơn vị máu. Trong thời gian tới, ngài sẽ chủ đạo tập trung vào xây dựng, củng cố lực lượng tổ chức hội từ dưới cơ sở, phát triển thêm các cái hoạt động, các cái đội tình nguyện viên tập trung chăm sóc, chăm lo đời sống cho các cái đối tượng da cam, các cái đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, huy động các cái nguồn lực từ trong nhân dân, từ các nhà hảo tâm để chung tay cùng với lại Hội Chữ Thập Đỏ các cấp chăm sóc cho các cái đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các nạn nhân da cam ổn định cuộc sống.
Với những hoạt động và việc làm cụ thể của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Phù Cừ đã giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn về vật chất và tinh thần, giúp họ vươn lên trong cuộc sống gia đình, từng bước thoát nghèo. Gia đình bà Nguyễn Thị Thu ở thôn Ân Thi 3, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi đang có hoàn cảnh rất khó khăn. Bà Thu năm nay đã 80 tuổi, bị liệt nửa người, con gái bà là Nguyễn Thị Thân, bị bệnh tâm thần kinh, đang rất mong nhận được sự sẻ chia giúp đỡ của các mạnh thường quân. Căn nhà nhỏ được địa phương hỗ trợ xây dựng nhiều năm nay là nơi sống của hai mẹ con bà Thu. Cách đây 2 năm, bà Thu bị tai biến, liệt nửa người, phải nằm một chỗ. Đau lòng hơn nữa là con gái bà Thu, chị Thân, từ lúc sinh ra đã không được bình thường như những người khác. Chị mắc bệnh thần kinh, lúc tỉnh lúc mê, không tự lao động để nuôi sống bản thân. Gia đình bà Thu hiện không còn người thân, chỉ sống tựa vào sự giúp đỡ của bà con hàng xóm và tiền trợ cấp ít ỏi của nhà nước. Trước hoàn cảnh của gia đình bà Thu, tất mong nhận được sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để mẹ con bà vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống.